Thế giới ngỡ ngàng, Viettel tự tin muốn gia nhập vào cuộc đua chip thông minh toàn cầu, nâng tầm Việt Nam. Mến chào các bạn khán giả đã quay trở lại với Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, thế giới của chúng ta đang rơi vào cơn khát chip chưa từng có trong lịch sử các bạn ạ. Lúc này thì người người, nhà nhà đều mong chờ vào sự xuất hiện của những cơn lốc chip mới, hòng ứng cứu cho sự chấp chới của hoạt động sản xuất, kinh doanh và an ninh quốc gia. Ít ai ngờ rằng, trong khi Mỹ đang loay hoay, Hàn Nhật thì tìm đường thoát, Trung Quốc thì mơ mộng về một tương lai, thì Việt Nam lại bất ngờ tung ra một nước cờ gây chấn động. Cụ thể mới đây, Viettel đã thông tin rằng sẽ sớm cho ra mắt chip tự sản xuất made in Việt Nam 100%, khiến cho cả thế giới ngỡ ngàng sửng sốt. Cụ thể thông tin này có thật hay không và có những tiềm năng thần kỳ như thế nào nếu như Việt Nam thật sự sản xuất được chip? Hãy cùng với mình khám phá ngay sau đây nhé! Thời gian vài năm trở lại đây, các lệnh phong tỏa, hạn chế đi lại được ban hành ở khắp nơi trên thế giới nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Mặt khác, nguyên nhân trực tiếp làm đứt gãy chuỗi vận tải cung ứng linh kiện bán dẫn toàn cầu cũng khiến cho nhu cầu về các thiết bị điện tử trên toàn thế giới tăng cao khi mọi người bị buộc phải ở nhà làm việc. Và khi đó thì công nghệ chip được xem là chìa khóa để mở ra cho bất kỳ quốc gia nào. Tin sốc tận nóc là mới đây, Viettel đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho đơn vị này được tham gia nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip phục vụ nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu. Bên cạnh đó, thì Viettel cũng mong muốn được xây dựng và triển khai nền tảng chuyển đổi số quốc gia, trung gian thanh toán chuyển mạch và bù trừ điện tử. Viettel mong muốn được tham gia nghiên cứu, thiết kế, sản xuất chip phục vụ cho nhu cầu nội địa và hướng tới xuất khẩu, phát triển công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam. Riêng Viettel thì mình tin là họ sẽ làm được, ngay cả thiết bị 5G khó như thế mà Viettel cũng lọt vào top 5 công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất và cung ứng thiết bị 5G ra thị trường cơ mà. Truyền thông nước ngoài thì có vẻ là rất ngạc nhiên và cũng rất nể phục về tinh thần tự chủ tự cường của Việt Nam. Hãy cùng xem khán giả nước ngoài họ nói gì nhé! Việt Nam hùng mạnh là mong muốn của thế giới, chỉ Trung Quốc không muốn thôi, chúc mừng Việt Nam! Hy vọng sớm được xài điện thoại sử dụng chip bán dẫn của Việt Nam. Tôi rất hoan nghênh tập đoàn Viettel của Việt Nam, họ là một tập đoàn quân đội đấy. Trung Quốc còn chưa có công nghệ làm chip tốt, mong rằng Việt Nam sẽ làm được và các bạn sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy tài năng của mình. Người nước ngoài quan tâm cũng là điều dễ hiểu. Khi đề xuất của Viettel được đưa vào trong bối cảnh tình trạng thiếu chip trên toàn cầu thời gian qua, ảnh hưởng trầm trọng tới nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã thúc đẩy sản xuất chip vì an ninh quốc gia. Hiện tại, không nhiều tập đoàn trên thế giới tham gia vào ngành công nghiệp sản xuất chip. Hiện, 3 nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới bao gồm TSMC, Samsung và Intel. Sự gia tăng của các thiết bị điện tử và ngành công nghiệp ô tô phát triển cùng với đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu hụt chip. Do đó, nếu Việt Nam chủ động được công nghệ sản xuất chip, sẽ đảm bảo phục vụ nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu. Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều nhưng vẫn chưa có được công nghệ mới nhất. Trong khi đó, Mỹ và châu Âu sau khi nhận ra phụ thuộc quá nhiều vào các nước châu Á đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào công nghệ sản xuất bán dẫn. Rõ ràng, Mỹ và phương Tây không muốn đầu tư thêm nhiều vào Trung Quốc. Họ muốn tìm nước khác thay thế. Đây là cơ hội cho Việt Nam. Được biết là từ tháng 7 năm 2023, Samsung sẽ bắt đầu sản xuất linh kiện bán dẫn tại Việt Nam nhằm đa dạng hóa sản xuất hơn nữa sản phẩm xương sống của kỷ nguyên công nghệ. Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua làm chủ chuỗi cung ứng công nghệ, Việt Nam nên có hy vọng trở thành bến đỗ mới của ngành công nghiệp bán dẫn. Thực ra Việt Nam hoàn toàn có thể làm điều này, ít nhất là bước khởi đầu vô cùng giàu tiềm năng của tập đoàn Viettel. Vậy, theo các bạn, Việt Nam đang sở hữu lợi thế nào? Việc mở rộng sản xuất linh kiện bán dẫn tại Việt Nam có thể thấy hai vấn đề chính. Thứ nhất, nguồn nhân lực tại Việt Nam đang ngày càng được nâng cao và phát triển tốt. Thứ hai, liên quan đến yếu tố địa chính trị, ngày càng nhiều các công ty nước ngoài dịch chuyển việc sử dụng nguồn nhân lực của Trung Quốc sang các nước lân cận. Và điều này thể hiện rằng chính sách của Trung Quốc hiện tại đang có nhiều mâu thuẫn khiến cho các công ty nước ngoài dịch chuyển sang các nước khác để tránh bị tổn hại đến lợi nhuận của mình. Theo ước tính của Cộng đồng Vi mạch Việt Nam, lĩnh vực thiết kế vi mạch ở Việt Nam hiện đang có gần 30 công ty đang hoạt động với khoảng 5.000 kỹ sư. Các kỹ sư Việt Nam có thể đảm bảo công việc ở tất cả các mảng trong các khâu thiết kế. Theo thời gian, các kỹ sư Việt Nam đã chứng minh được năng lực trong công việc, từ đó chiếm được lòng tin của các cấp quản lý ở nước ngoài. Hiện nay, các kỹ sư Việt Nam được giao những công việc đòi hỏi chuyên môn cao và nhiều thách thức trong các dự án thiết kế chip. Bên cạnh đó, ngày càng có thêm những công ty lớn quyết định đặt văn phòng hoặc là mở rộng số lượng nhà kỹ sư thiết kế chip ở Việt Nam.
Có thể kể đến các công ty như là RVC, Marvel, Ampere hay là Synopsys v.v. Và đặc biệt là trong những năm gần đây thì số lượng kỹ sư từ Việt Nam ra nước ngoài làm việc cho các công ty nằm trong top 15 các công ty vi mạch bán dẫn lớn nhất toàn cầu cũng gia tăng đáng kể. Tóm lại, Việt Nam có đội ngũ kỹ sư thiết kế chip lành nghề với tuổi nghề trung bình vào khoảng 5 năm. Đây là một độ tuổi vàng, độ tuổi có nhiều sáng tạo và đóng góp được nhiều nhất cho tổ chức. Đó chính là lợi thế thứ hai. Có thể nói khi Việt Nam tự chủ được chip, dường như là chúng ta đã nắm trong lòng bàn tay rất nhiều cơ hội. Kiểm soát việc sản xuất chip tiên tiến trong thế kỷ 21 cũng giống như là việc kiểm soát nguồn cung dầu trong thế kỷ 20. Quốc gia nào kiểm soát việc sản xuất này có thể làm giảm sức mạnh quân sự và kinh tế của những quốc gia khác. Đảm bảo nguồn cung chip ổn định đã trở thành ưu tiên quốc gia. Trung Quốc là điển hình. Trong vài thập kỷ qua, Hoa Kỳ đã chuyển hầu hết việc sản xuất của mình sang châu Á. Tuy nhiên, Hoa Kỳ đang khuyến khích việc đưa phép và chip trở lại nơi đây. Một ngành công nghiệp trước đây chỉ được các nhà công nghệ quan tâm, giờ đây lại là một lĩnh vực quan trọng trong cuộc cạnh tranh quyền lực giữa các nước lớn. Thật khó để có thể tin rằng Việt Nam đã chen được một chân vào cuộc đua khốc liệt này. Người dân Việt Nam ai nấy đều rất hãnh diện và tràn đầy hy vọng khi nghe tin này. Họ đã bình luận rất là hăng say. Chúc mừng đất nước chúng ta, chúc tập đoàn Viễn thông Viettel thành công để đưa đất nước Việt Nam hùng cường như Bác Hồ và nhân dân ta mong đợi. Sản xuất chip là rất tốt nhưng rất khó. Trước mắt, chế tạo chip đơn giản, chế tạo lại sau đó phát triển dần dần lên. Hy vọng là đường theo bước chân của Việt Á và vaccine Nanocovax. Mình rất tin tưởng vào các công ty quốc phòng vì bộ đội rất kỷ luật. Không chỉ là mở rộng về phát triển con chip, về quốc phòng, Viettel đã và đang nghiên cứu sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho quân đội. Đồng thời, Viettel cũng xây dựng hệ sinh thái, sản phẩm theo mô hình tác chiến C5ISR hiện đại nhất thế giới. Cùng với đó, Viettel cũng đã góp phần hình thành nền công nghiệp điện tử viễn thông bằng cách nghiên cứu, làm chủ các thiết bị hạ tầng mạng viễn thông trên cả 4 lớp mạng. Các thiết bị này đã được triển khai trên mạng lưới của Viettel. Viettel cũng luôn đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội của đất nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế và giúp người nghèo thoát nghèo bền vững. Doanh nghiệp cho biết, đến nay, Viettel đã đóng góp khoảng 15.000 tỷ đồng cho các hoạt động trách nhiệm xã hội. Mình nghĩ rằng nhà nước nên tạo điều kiện cho tập đoàn Viettel nghiên cứu và chế tạo chip càng sớm càng tốt. Nước ta cần phải đi tắt, đón đầu càng sớm càng tốt trong lĩnh vực này. Đây cũng chính là tạo động lực phát triển và cũng là sức mạnh mềm của quốc gia và vừa đảm bảo được lĩnh vực an ninh quốc phòng của đất nước. Trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển, Viettel ngày nay đã trở thành một tập đoàn kinh tế nhà nước hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ viễn thông, giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ số, nghiên cứu sản xuất công nghệ cao, thương mại điện tử và logistics. Đáng chú ý là trong 2 năm liền, thì năm 2020-2021, Viettel là doanh nghiệp Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn nhất về đổi mới sáng tạo khu vực Nam Á và Đông Nam Á, cũng là thương hiệu viễn thông giá trị nhất Việt Nam, số 1 tại Đông Nam Á, xếp thứ 10 châu Á và xếp thứ 18 trong số các nhà mạng có giá trị lớn nhất thế giới năm 2022. Trong khoảng 15 năm tiếp theo, rất kỳ vọng là Việt Nam sẽ theo bước được Trung Quốc trở thành công xưởng cho thế giới do nguồn nhân lực rẻ, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. Nói riêng về Viettel thì phải công nhận là tập đoàn đình đám này dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo. Tập đoàn cũng có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng khó khăn. Thật là quá vui mừng vì mình cũng hay tin rằng Viettel là nơi làm việc hấp dẫn cho các nhân lực chất lượng cao. Và hy vọng rằng tập đoàn này sẽ không say sưa, thỏa mãn, sẽ luôn kiêm tốn, phát huy, kế thừa những thành quả đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Vietnam Stronger nhé!